Hello, xin chào, tao là Mới Nhờ, shop điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED có công suất là 40W bạn nhé. Thì ở những video clip trước thì mình đã giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED có công suất là 20W, giúp bạn có thể là chiếu sáng cũng như quay trong một cái căn phòng diện tích khoảng 15 đến 20 mét vuông. Còn cao một chút thì các bạn sẽ mua cái bóng đèn LED có công suất là 30W thì giúp bạn có thể là quay trong một căn phòng diện tích khoảng 25 đến 30 mét vuông bạn nhé. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm bóng đèn LED 40W thì giúp bạn có thể là quay cũng như là chiếu sáng trong một căn phòng diện tích khoảng 35 đến 40 mét vuông bạn nhé. Đó thì đây, mắt camera được độ chế vào đây bạn nhé. Nó rất là kín đáo đây. Và trên đây thể hiện luôn cái công suất watt của bóng đèn luôn bạn nhé. Này. Và bóng đèn này là bóng đèn siêu sáng, bạn vẫn có thể để thắp sáng như bình thường luôn. Đó, nó như một chiếc bóng đèn bình thường bạn nhé, nó chỉ được độ thêm một mắt camera vào bên trong thôi. Thì đơn vị nhà mình cũng nhận độ chế camera vào trong những cái đồ vật đồ dùng ở trong gia đình của bạn để giúp bạn thể là quản lý con cái này, quản lý vợ, quản lý chồng, giám sát nhà cửa này, cũng như là các bạn có thể theo dõi người giúp việc có làm việc hay không. Nó rất là nhiều mục đích khác nhau bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED 40W này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Tuy Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang bóng đèn LED 40W này thì cũng giống như bóng đèn LED 30W này, bóng đèn LED 20W mà đều sử dụng cái ứng dụng là lock cam để xem cả nét. Và cái bộ bóng đèn này thì khi mà các bạn không cần đấu vào nguồn điện thì vẫn có pin bên trong, còn khi mà các bạn xoáy vào đuôi đèn, các bạn bật đèn lên thì nó sẽ là vừa sạc vừa quay bạn nhé. Và bóng đèn thì bạn vẫn có thể để thắp sáng được như bình thường luôn. Thì sau đây mình sẽ xoáy trực tiếp vào nguồn điện và sau đó sẽ test cho mọi người cái chất lượng chiếu sáng nhé. Làm sẽ xoáy vào, làm sẽ xoáy vào kịch anh nha. Đó, sau đó mình sẽ cắm vào đuôi đèn thôi. Đó, bóng đèn các bạn vẫn có thể là thắp sáng bình thường như này bạn nhé. Này, mặt camera đây. Đó, là mình sẽ rút ra này. Đó, còn khi mà mình không cần phải xoáy vào đuôi đèn thì nó vẫn có pin bên trong nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối điện thoại. Thì để sử dụng một chiếc camera ngụy trang bóng đèn LED 40W này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam nhé. Thì bạn nào sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store để tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Shopee để tải nhé. Thì các bạn mình đã tải sẵn ứng dụng là lock cam này về điện thoại rồi. Sau đó tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Các bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang bóng đèn LED 40W này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ G và là có chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối vào nhé. Đó, khi bạn kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn chính nhé. Và sau đó tiếp theo thì bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Đó, bạn sẽ chọn một cancel cho mình nhé. Đó, thì khi mà các bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như đây. Thì để xem được thì bạn sẽ kích vào chữ online này. Đây, mình sẽ quay cam này trước các bạn xem nhé. Mình sẽ vào lock cam, các bạn chọn một cancel cho mình nhé. Đó, thì khi mà mình chọn một cancel xong thì đây, hình ảnh của camera đây bạn nhé, rất là ok. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo. Đó, do camera và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh mà sẽ phát ra cái tiếng là vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa kết nối xong trực tiếp từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi bạn nhé. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn nên chọn máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Đó, cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn nên chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây bạn nhé. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lock cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là giúp bạn thể là đảo chiều nhảy này, sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều,
Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì bạn cứ để nguyên như vậy nhé, không cần đảo chiều làm gì cả. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này, thì bạn có thể cho chế độ ánh sáng nó cao lên, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa đây cân bằng nhé. Tiếp theo thì chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé, thì các bạn có thể cho màu của hình ảnh nó đậm lên này, có cũng như bạn có thể là cho màu giảm màu nhảy nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa là cân bằng nhé. Tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng, và phạm vi mà các bạn quay được ban đêm là được khoảng 10 mét bạn nhé. Đó, nó rất là xa. Đó, các bạn một tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần thôi là tự động ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. À, tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của hình ảnh ở đây. Thì độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Hoạt động một chút này. Mình sẽ kết nối lại wifi của camera nhé. Mình sẽ load lại đi. Vào lại đi. Độ phân giải 4K chất ok bạn nhé. Đó. Đây, cam di chuyển tới đâu là nhảy gì từ đó đây. Đó. Thì giờ mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang bóng đèn LED có công suất là 40W. Thì tiếp theo là mình sẽ bằng cái đặt chung ở trong cái ứng dụng là góc cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Cài đặt này, rồi sau đó bạn sẽ chọn vào mục là device setting. Đây, cài đặt này chọn vào mục device setting. Đó, thì mục Modify Device Password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào đây là 123456 đây. Đó, tiếp theo là mục New Password này. New Password bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Đó, sau đó Confirm là bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Và bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ SDK Setting này sẽ là mục giúp bạn thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một hình 2:4:4. Chỉ cần chiếc camera ngụy trang bóng đèn LED 40W này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục alarm record này, là chế độ ghi hình khi có chuyển động nhé, là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó, mục video duration là các bạn chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ khi mà mình chọn là 5 phút này. Đó là cứ bao giờ đủ 5 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Tiếp theo thì chế độ total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam này. Đó, 29809 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam có bao nhiêu sẽ hiện bên dưới này các bạn nhé. Đó, format sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống các bạn nhé. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel cho mình. Tiếp theo thì chế độ wifi setting này sẽ là một giúp bạn để là kích hoạt cái chế độ là tự động kết nối xem từ xa. Thì cái cam này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh, thì sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Đó, đây wifi nhà mình nhá, thì mình sẽ nhập mật khẩu vào, mình chọn OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang bóng đèn LED có công suất là 40W. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn LED này, cũng có nhu cầu là cần độ chế camera vào trong những cái đồ vật dùng trong gia đình của bạn để tiện giám sát, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.